anh ấy hẹn em ra quán. À. Dạ, anh ấy hẹn em ra quán nhưng mà chắc là đơn vị gọi về công tác vội hay sao ấy. Là gọi là bây giờ mà không có dứt điểm được là lại sợ lại mất thời gian lại không được gì, thế là anh ấy hẹn em ra quán, ngồi ăn xong anh ấy đưa cái nhẫn nhưng mà anh chị biết là nhẫn gì không ạ? Là cái nhẫn mà như anh đang đeo này này. Dạ đây ạ, nhẫn này ạ. Dạ nhẫn kiểu, nhẫn dạ, kiểu. Nhẫn nam ạ, nhẫn nam ạ, nhẫn nam. Dạ vâng, nhẫn nam. Nhẫn nam ạ. Anh ấy bảo là lấy anh đi, mà là đưa cái nhẫn này ạ, mà là đưa cái nhẫn này ạ. Mà Sâm có nhớ là ảnh đưa làm sao không? Dạ anh đeo vào tay ạ. Mà có vừa không? Dạ không vừa. Nhẫn này làm sao vừa được ạ? Nhưng nhẫn mà đó ông mua dạ, để dành cho ông đeo á. Dạ không, là anh đeo từ rất là lâu rồi. Thì đó, anh đưa cái nhẫn đó, nhẫn của mình, nhẫn của mình. Anh đưa cái nhẫn đó và anh đeo vào tay em, anh bảo là cầu hôn em đó. Thì em cũng nghĩ là chắc là chỉ có anh Trung mới cầu hôn như vậy thôi. Đây cũng là lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên em được nghe một câu chuyện cầu hôn mà nó đặc biệt như thế. Dạ dạ đúng rồi ạ. Chắc là xong rồi thì cầu hôn xong thì anh cũng đơn vị gọi về công tác, thì ngày hôm sau anh cũng phải vô ạ. Thì chắc là nghĩ là thôi lần này phải quyết định thôi. Chốt. Xin chào hai anh chị. Xin mời hai anh chị vợ chồng son giới thiệu về mình. Xin chào MC Quốc Thuận, xin chào MC Thanh Vân. Xin chào tất cả các khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Trịnh Thị Hồng Sâm, mình 37 tuổi, mình đến từ Hà Tĩnh. Hiện tại mình đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không Không quân. Xin chào MC Quốc Thuận và MC Thanh Vân và quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Phạm Quang Trung, 43 tuổi, đến từ Nghệ An. Hiện nay đang công tác tại Phi đội 1, Trung đoàn 97, Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng Không quân. Wow, như vậy là hai anh chị quê gần nhau. Sao mà lại làm cùng một chỗ nữa anh ơi, nhân duyên quá. Nhưng mà em đang tò mò ấy, không biết là có phải hai anh chị gặp nhau khi mà mình quen nhau tại đây, tại trung đoàn này không, hay là từ ngày xưa khi hai người còn ở miền Trung. Thật ra nói về cái cơ duyên này á, thì anh thì công tác ở Sài Gòn, trước đây là đơn vị đóng quân tại sân bay Tân Sơn Nhất. Dạ. Còn mình thì cái thời điểm mà hai vợ chồng quen nhau ấy, thì thời điểm đó mình đang là sinh viên đại học. Xong rồi qua những cái người bạn chung ở quê ấy, thì hai vợ chồng quen biết nhau. Nhưng mà do là cũng khoảng cách ở xa cho nên là cũng chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Phải đến năm 2010 khi mà mình tốt nghiệp đại học và xong rồi mình vào thành phố Hồ Chí Minh qua một cái chuyến làm việc á, thì lúc đó mới bắt đầu là tấn công trực tiếp lực. Nghĩa là anh Trung anh tổng tấn công gì đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đó. Dạ, nhưng mà 2010 là 14 năm rồi đó anh. Đó, Trung còn nhớ cái cảm giác mà cái lần đầu tiên mình gặp cô Hồng Sâm này á, ấn tượng gì về cổ nè, nhớ không? Cao là chắc chắn là cao là ấn tượng rồi nè. Trắng này, đúng không? Xinh này. Đó. Đó. Xí xí xưa chắc là hoa khôi ở trong trường đại học. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Trước đây mới lần đầu tiên gặp thì rất là ấn tượng về vợ mình. Thì thứ nhất là rất cao ráo mà dáng thì tương đối chuẩn. Dáng thì tương đối chuẩn. Chuẩn. Tương đối anh em thấy rất chuẩn luôn á. Chuẩn. Thì từ đó vì điều kiện địa lý hơi xa cho nên là ít được gặp nhau. Thì sau này nhân cơ hội thì giống như vợ mình nói là vào Sài Gòn có chuyến du lịch công tác ở đấy thì mình tổng tấn công luôn. Bao lâu thì mới đưa đổ nàng? Nói chung là quen biết nhau thì cũng lâu rồi, cũng có vài năm rồi, nhưng mà để cái thời gian mà để mà đổ luôn hoàn toàn thì cũng phải mất vài tháng. Vài tháng. Thế thì thời gian đầu có bị yêu xa không hả anh? Hai anh chị có bị gặp khó khăn không? Là cưới luôn đó chị. Là cưới luôn đó chị. Là chốt hạ cái cưới luôn. Là hàng xong rồi luôn. À. Dạ đúng rồi. Coi như là sau khi cưới đổ xong là cưới luôn. Dạ đúng rồi. Tranh thủ đúng không? Vâng. 13 năm trước là các 14 mà, năm anh 14 dạ. Năm trước. Vâng. Bây giờ là anh Trung là 43. Vâng. 14 năm trước ngay lúc đó là mới 29. 29 tuổi. Ôi trẻ măng anh ơi. Nhưng mà cái đợt đó ổng tấn công mình đó Hồng Sâm. Dạ. Có cái câu chuyện nào mà ấn tượng kỷ niệm cho cái việc mà ổng tấn công mình đó, chia sẻ cho chương trình biết đi. Dạ, thật ra thì ông xã em ý, thì anh ấy là một người hiền lành, chăm sóc em rất là chu đáo, quan tâm.
anh ấy cũng không tán gì nhiều đâu, anh cứ đến nhà thôi. Anh ở trong Sài Gòn nhưng mà anh em họ hàng thì vẫn đang ở ngoài Nghệ An đó. Cái anh cứ về anh em họ hàng đó, anh xin nghỉ phép xong anh cứ đến nhà em mỗi ngày vậy đó. Xin nghỉ phép xong anh cứ đến nhà em mỗi ngày vậy đó. Có nghĩa là chiến dịch là ăn dầm nằm về đó. Dạ. Dạ, cũng cứ mỗi ngày vậy đó, xong rồi cho đến thời điểm cưới luôn đó. Trời, ngày nào anh cũng đến hả anh? Vâng. Rồi anh làm gì ở đó? đúng đó. Anh làm gì ở đó? Thì mình cứ đến, cứ ngồi vậy đấy. Ok. Cứ ngồi thừ ra vậy đó. Rồi dạ. có ai ngó ngàng rồi nói chuyện với mình không Trung? Dạ, có anh trai em ạ. Dạ. Dạ. Mà thí dụ như á, người ta một ngày, hai ngày người ta còn có thể nói chuyện, người ta tâm sự vì lịch sự đúng không? Còn cái này là ăn dăm năm về coi như là mấy tháng trời luôn. Rồi anh trai về có phàn nàn không? Thời điểm đó thì thật ra thì tại tuổi trẻ mà thì cũng có một hai người theo đuổi thì anh cũng bảo là xem sao chứ cứ ngồi đây đốt hết bao nhiêu là gói thuốc rồi. Suy nghĩ đi. Dạ. Rồi mình ở trong nhà suốt vậy đó, rồi ba bữa cơm mình có ăn đủ không? Dạ thì nói chung là thời gian đầu thì cũng mời đầy đủ nhưng mà thôi ăn luôn. À, thời điểm đấy thì mình đến ăn thời gian đầu thì rất là lịch sự lễ phép, là mình mới đến thì ông bà với cả anh em bên nhà vợ thì mình tất cả mọi thứ mình cũng phải giữ lễ phép lịch sự để chu đáo. Dạ. Mà không những mà cái đấy mà kể cả sau này đi nữa lúc nào cũng lịch sự với ông bà với cả anh chị em trong gia đình. Dạ. Chứ không phải là bản thân ngay lúc đấy lịch sự không, sau này không lịch sự nữa. Đúng rồi. Đấy, mỗi khi mà Trung về đó. Dạ. Thì gia đình có tâm sự riêng với Hồng Sâm về cái người này không? Dạ thì thật ra thì bố mẹ em thì cũng thấy anh Trung cũng hiền lành như vậy đó. Thì thật ra bố mẹ cũng rất là quý anh, các anh thì cũng rất là quý. Thời gian thì cũng trôi qua cũng rất là lâu rồi, cho nên bây giờ anh hỏi có tâm sự thì em cũng không nhớ. Đúng, thật sự là không nhớ, nhưng mà nói chung là anh Trung rất được lòng gia đình của bên em ạ. Dạ vâng ạ. Thế thì anh ý tỏ tình với chị như nào ạ? Bây giờ mà nói tỏ tình thì em nhớ hơi khó, nhưng mà thôi em tua đến chỗ cầu hôn luôn đi được không ạ? Được. Là em tua đến cầu hôn đi ạ. Anh ấy hẹn em ra quán. Dạ, anh ấy hẹn em ra quán, nhưng mà chắc là đơn vị gọi về công tác vội hay sao ấy, là gọi là bây giờ mà không có dứt điểm được là lại sợ lại mất thời gian lại không được gì. Thế là anh ấy hẹn em ra quán, ngồi ăn xong anh ấy đưa cái nhẫn, nhưng mà anh chị biết là nhẫn gì không ạ? Là cái nhẫn mà như anh đang đeo này. Dạ đây ạ, nhẫn này ạ. Dạ nhẫn này. Kiểu nhẫn nam hả? Dạ nhẫn nam ạ, nhẫn nam. Dạ vâng, nhẫn nam. Nhẫn nam ạ. Anh ấy bảo là lấy anh đi, mà là đưa cái nhẫn này ạ. Mà Sâm có nhớ là ảnh đưa sao không? Dạ anh đeo vào tay ạ. Mà có vừa không? Dạ không vừa. Nhẫn này làm sao vừa được ạ? Nhưng nhẫn mà đó ông mua để dành cho ông đeo á. Dạ không, là anh đeo từ rất là lâu rồi. Thì đó, anh đưa cái nhẫn của mình. Anh đưa cái nhẫn đó và anh đeo vào tay em, anh bảo là cầu hôn em đó. Thì em cũng nghĩ là chắc là chỉ có anh Trung mới cầu hôn như vậy thôi. Đây là lần đầu tiên em được nghe một câu chuyện cầu hôn mà nó đặc biệt như thế. Dạ đúng rồi ạ. Chắc là xong rồi thì cầu hôn xong thì anh cũng đơn vị gọi về công tác, thì ngày hôm sau anh cũng phải vô ạ. Thì chắc là nghĩ là thôi lần này phải quyết định thôi. Chốt. Dạ chốt, để vô ạ. Nhưng mà cái lúc mà ảnh đeo cái nhẫn vô cho Hồng Sâm á. Dạ. Rồi hỏi một câu nghĩa là không, em bây giờ mình diễn lại. Có hỏi. Diễn lại luôn, anh ơi, cảnh đấy luôn. Cô coi lại cái cảnh cầu hôn của anh Trung không? Đó. Giờ lột nhẫn ra đi, lột anh, nhẫn anh làm lại đi anh. Thì đúng cái thời điểm đấy hồi trước ấy. Vâng. Là mình có cái nhẫn cũng rất bình thường thôi. Thì cũng nhẫn để đeo con trai đeo kiểu thôi. Thế mình cũng vội quá, đơn vị công tác mà thứ hai nữa là cũng bộ đội hồi đấy cũng vất vả. Dạ. Nên là cũng không kịp chuẩn bị. Vâng. Thế là tôi muốn lấy cô quá rồi. Thế anh làm như nào? Em ơi, đút vào tay nhưng mà đút mới đầu là đút cái ngón này đúng. Thế là mình đút nhầm hay đút ngón này. Thế xong là lại rút ra đút vào ngón này. Nghe rùng quá, đút ra đút vô. Thế xong anh nói sao? Xong đấy bảo em ơi, tôi lấy anh nhé. Em ơi, tôi lấy anh nhé. Còn không là anh cũng không còn cơ hội nào để cầu hôn em nữa đâu. Ồ. Thế là cô
im lặng. Thế mình bảo ô im lặng là tốt rồi, im lặng là vàng, là đồng ý đấy. Thế ok. Thế là ông tự ấn định cho người ta là im lặng là đồng ý luôn. Nhưng mà thật ra lúc đó là Sâm cũng đã thương anh Trung rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Tức là anh nghĩ trong đầu là lúc đấy có gì dùng tạm luôn. Đấy, cũng phải đánh anh thắng anh. Đúng rồi. Có nghĩa là dằn cọc trước đó. Đây sẽ là kinh nghiệm cho các anh sau này cầu hôn mà. Đây cũng là một cái bài học đi trước, rất là thú vị đấy ạ. Thủ sẵn chiếc nhẫn trong túi, lúc nào hứng cái móc ra liền. Cầu hôn liền. Rồi sau đó là anh Trung vào đơn vị. Còn Sâm thì lúc đó thì là... Dạ em lúc đó em vẫn đang là mới ra trường thôi anh. Gia đình anh Trung ra hỏi cưới thì xong mới đi lấy bằng rồi. Nhưng cưới, mà cái khoảng thời gian mà anh làm công tác trong đơn vị, còn Sâm thì ở ngoài như vậy á, thì hai người yêu mà không có được gần nhau như vậy thì nó có những cái khó khăn trở ngại gì không? Dạ xong là cưới luôn anh, cưới xong em vào Sài Gòn á. Tức là cái thời gian nó rất là ngắn. Vậy là từ cái lúc mà đeo nhẫn ở tại quán ăn đó đến lúc cưới là nó bao nhiêu ngày? Dạ không, không phải không tính ngày, nhưng mà đại khái là xong rồi gia đình anh cũng sắp xếp rồi đi ra ngoài kia đó. Rồi xong rồi cứ dồn dồn vậy đó, rồi cưới cũng nhanh lắm. Cái thời gian mà anh ra ngoài kia cũng tiếp xúc với gia đình em nhiều, anh thì cứ như này thôi. Như này từ lúc quen em cho đến tận bây giờ ạ. Dạ vẫn cứ hiền lành ít nói như vậy đó. Dạ. Dạ vâng ạ. Cuộc sống của hai vợ chồng thì cũng như các cặp đôi khác thôi, cũng sẽ có những cái giận hờn vu vơ, nhưng mà cũng về tính cách thì cũng không có gì gọi là bất đồng cả anh ạ. Trong quá trình yêu rồi quá trình cưới 14 năm rồi mà có rất nhiều những cái khó khăn, những cái trắc trở mà hai người phải có những kỷ niệm khó quên để mà kể ra đây chia sẻ cho mọi người chứ đúng không ạ? Dạ khó khăn thì là cái thời điểm mà trung đoàn chuyển xuống Cần Thơ còn em thì vẫn đang công tác ở Sài Gòn. Dạ đúng rồi, thì cái thời điểm mà khó khăn nhất của hai vợ chồng là thời điểm đó. Dạ thì thời điểm đó thì anh ở xa, do là tính chất công việc đó là 2 đến 3 tuần mới được về một lần. Xa thì sẽ có sự giận hơn. Đúng rồi, dạ vâng. Ghen tuông không? Dạ. Giận không? Dạ cũng có đó. Nghi ngờ không? Dạ, nghi ngờ thì cũng không, bởi vì chồng em thì ngày nào cũng gọi điện rồi quan tâm chăm sóc vợ con như vậy đó, cho nên là cũng không có ghen tuông, nhưng mà đại khái là cũng áp lực nó đến từ phía mình ấy chị, bởi vì con gái mà ở một mình rồi đi làm rồi cũng phải nuôi con nữa, cho nên là nhiều khi cũng trách chồng như vậy đó. Xong rồi em cũng vào quân đội làm và chuyển xuống Cần Thơ. Dạ thì hai vợ chồng được gần nhau thì lúc đó thì mọi việc diễn ra là êm lại là êm. Dạ chính xác ạ. Bây giờ bắt đầu mình vô tới cái phần nó quan trọng nhất. Thế thì từ lúc mà cưới cho đến lúc mà, cho tới bây giờ luôn nha. Dạ. Không biết là cô gái Hồng Sâm này nè, có những cái điểm gì mà anh Trung cảm thấy chưa có hài lòng? Nó chưa có được như cái ý mà mình mong đợi á. Thế bây giờ là phải kể hết ra. Kể hết anh ơi, kể hết luôn. Thấy chưa em? Cơ hội, cơ hội. Đây, người đàn ông này ít nói lắm đây. Đó. Mà nói cái nào là dữ dội lắm đấy. Mắt sáng rực lên anh ạ. Thực ra thì trong cuộc sống hai vợ chồng ấy có những cái mà chưa hiểu ý nhau hết. Tính của vợ thì nhiều lúc về cái thời gian ấy, ví dụ như về cho chồng đi làm hoặc đi công việc hoặc đi chơi bời hoặc đi đâu đấy chẳng hạn, thế về hơi muộn tí cái là bắt đầu có sự giận dỗi rồi trách móc. Đương nhiên rồi anh, đấy, cái này em thông cảm được. Nhưng mà cái cơn giận nó như thế nào? Thì cũng là tương đối là quyết liệt đấy. Quyết liệt. Nóng tính không anh? Cũng nóng tính. Nóng tính. Nhưng mà sau đi một khoảng thời gian, ví dụ như mình bảo thôi hôm nay vì đường xá rồi tắc đường kẹt xe, anh cũng có thể về muộn tí chẳng hạn. Mình dỗ dành tí thì cũng... Nguôi. Cơn của cô ấy là nó kéo dài bao lâu? Chắc phải ngày hoặc 2 ngày đấy. Trời ơi, kinh khủng nè. Nhưng mà rồi đến qua 1-2 ngày đấy thì chị có nóng lên không hay là vẫn im tiếp? Chắc dỗ dành. Dỗ dành thôi. Bằng phương pháp này phương pháp kia mình có thể là tặng quà. Phương pháp gì anh chia sẻ cho mọi người học kinh nghiệm từ anh nào. Tặng quà. Có thể là bảo em ơi thích ăn món gì để anh đi mua, hoặc là tinh tinh. Dạ đúng rồi, tinh tinh ạ. Tinh tinh. Cái này là vợ nào cũng thích anh ạ. Vợ nào cũng thế nhỉ. Trời ơi, em thấy cái tuyệt vời quá. Nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Hoàn hảo đấy, người vợ hoàn hảo. Thế bây giờ người chồng này có hoàn hảo không? Dạ, chồng em thì như những gì anh chị thấy đó. Nhưng mà khi mà người ta vẫn thường hay nói là những cái người mà hiền mà ấy thế này khác thì cũng có sẽ có hơi gọi là cũng cục sẽ tính. Có cục tính. Đúng rồi. Dạ, vâng ạ. Đúng rồi. Và cái điều mà em chưa hài lòng về chồng em á là cái sự cục tính đó thì anh lại không phải dành cho em.
anh lại hơi khô khan với hai con gái của em. À, dạ à. Vâng ạ. Ừ. Bởi vì cũng có thể là do anh sinh ra và anh lớn lên ở cái môi trường quân đội. Đúng dạ rồi. Đúng rồi ạ. Cho nên anh cũng nghiêm khắc. Dạ vâng đó. Nhưng mình mong muốn đi là bố chơi với con, quây quần với con, nói những lời yêu thương con á thì không có. Thì là cũng dễ thông cảm anh ạ. Tôi không thông cảm. Dạ đúng rồi ạ. Chút nữa bố Thường sẽ nói về vấn đề này. Dạ. Cái đó là với tôi đó là thật xấu đấy. Với tôi đó là thật xấu đấy. Tại tôi cũng là cha của hai đứa con và tôi cũng là cha của một đứa con gái. Chút nữa chúng ta sẽ bàn về câu chuyện đó ngắn gọn thôi. Tiếp tục tật xấu gì nữa? Hết rồi quá anh ơi, hết rồi. Có lãng mạn không? Dạ đến Tết đến lễ mà cứ tinh tinh thì có gọi là lãng mạn không ạ? Lãng mạn quá đi chứ, đấy là lãng mạn nhất đấy. Đấy là lãng mạn nhất đấy. Dạ dạ, thế thì rất là lãng mạn ạ. Rồi ôi. Đấy là lãng mạn nhất đấy. Dạ, bởi vì là đấy là cho người phụ nữ cái quyền được mua bất cứ điều gì mà cô ấy thích. Em cũng thấy vậy luôn đúng không? Dạ đúng ạ. Đấy, cô gái nào giống nhau thôi. Anh đừng hỏi nhiều cô gái nào giống nhau hết. Thế thì bây giờ em mong muốn Trung thay đổi điều gì? Dạ thì cũng xuất phát từ cái chia sẻ của em như lúc nãy đó. Thì em cũng rất là nhiều lần nói với chồng em rồi, là em chỉ mong là anh sẽ mềm mại hơn với con. Tại vì con gái mà. Để yêu thương. Anh thì anh cứ nói là bây giờ trong nhà thì sẽ có một người gọi là một người sẽ khen và một người sẽ dìm lại để cho con nó sẽ không cứ suốt ngày nghe khen thôi. Anh y chang chồng em luôn ấy. Dạ. Nếu mà như vậy thì em muốn là em là cái người mà gọi là sẽ là người dìm lại, còn anh sẽ là người yêu thương con. Đúng. À, dạ, hay. Em muốn như vậy. Đúng rồi. Dạ, thường con gái á nó rất thích chơi với bố. Đúng. Dạ. Tuổi thơ của các con nó qua đi rất là nhanh. Đó, đến lúc bố muốn chơi với nó, bố muốn âu yếm nó, bố muốn ôm nó cũng sẽ đẩy bố ra mà thôi. Đúng rồi. Cho nên bố phải tận dụng cái thời gian được ôm con, được bế con, được buộc tóc con và thậm chí là nói những lời yêu thương với các con. Kể đến lúc bố sẽ nói một câu bố yêu các con quá, cháu nó sẽ nói trời bố ơi con không quen nghe từ này. Thì cái người đau lòng chính là bố. Thì cái người đau lòng chính là bố. Cho nên là biết bố là khi mà khoác lên người chiếc áo quân nhân thì chắc chắn nó sẽ rất oai phong, nó sẽ là một niềm tự hào của các con. Nhưng với trẻ thơ nó chỉ thích bố là bố. Bố là cái người mà nó luôn luôn muốn được quấn quýt, được âu yếm và được chơi với bố. Đơn giản thôi. Xin cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh chị Hồng Sâm. Vâng. Chúc cho hai vợ chồng sẽ luôn luôn nhận được nhiều những yêu thương từ các đồng đội, đơn vị, và đặc biệt là luôn luôn dành những tình cảm yêu thương nhau thật nhiều để cùng chăm sóc các con cho thật tốt. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh chị. Là cái buổi cắt tinh đầu tiên á, cho nên là nhờ anh chủ động xíu giúp em nha. Em nghe thì tín hiệu bên anh nó hơi nhỏ, cho nên là nhờ anh nói to luôn giúp em nè. Rồi trước tiên thì em mời anh giới thiệu sơ lược về bản thân của anh nha. Họ tên, công việc, tuổi và nơi hiện tại của anh cũng như là quê quán á. Rồi em mời anh nè. Em tên Lê Công Hùng, sinh năm 1992, năm 33 tuổi. Công việc hiện tại đang làm công nhân chế biến gỗ tại Bình Dương. Thu nhập hiện tại của mình một tháng thì khoảng bao nhiêu tiền anh? Thu nhập mình quân thì từ tầm khoảng 10-15 triệu. Dạ rồi. Hiện tại là anh ở Bình Dương có người thân ở cùng không anh, hay là anh ở Bình Dương một mình? Mà cái người gia đình ạ. À, là gia đình mình đã vô Bình Dương hết rồi ha anh? Dạ đúng ạ. Mình vào Bình Dương lâu chưa anh ha? Em vào được 8 năm rồi. À dạ rồi. Hiện tại là ở quê mình ở Thanh Hóa, là còn người thân ở ngoài không anh? Em vẫn còn là bà con ở ngoài đó. Mình là gia đình mình có mấy anh chị em anh ha? Gia đình em có 2 anh em chị. Là anh với lại anh là anh cả hay là sao? Mình là em trai hay em gái anh?
Dạ, dưới em còn một người em trai. Dạ rồi. Rồi, mình giới thiệu thêm về ưu điểm và nhược điểm cho em nha. Ý là ưu điểm các thứ là giống trong bên mình cũng có đăng ký được yêu hòa đấy. Đúng rồi, anh cứ chia sẻ lại giùm em để xem mình chia sẻ như thế nào nha. Dạ. Trong ưu điểm thì tính tình vui vẻ hoạt động, dễ tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhược điểm thì hơi nóng tính. Rồi hơi nóng tính như vậy đó, thì thường là khi mà nóng tính quá thì mình sẽ quyết định im lặng hay là mình xử lý như thế nào anh? Dạ thường thì em hay im lặng, hoặc là đi ra những nơi khác. Khoảng bao lâu thì mình gọi là nguôi ngoai nhá? Em thường cảm nhận thấy thì chắc cũng nhanh, tầm 15-20 phút gì đó. Rồi rồi chia sẻ thêm về cái tình trường của mình giùm em nha, bao nhiêu mối tình rồi nè, rồi có cần kết hôn với ai không, hoặc là có bé nào chưa? Dạ tình trạng bây giờ thì là đang độc thân ạ. Chưa kết hôn, chưa có lập gia đình lần nào. Rồi trước giờ là mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi anh? Dạ, 2 rồi. Rồi chia sẻ cụ thể 2 mối tình đó giúp em nha. Thì nói chung em gia đình vào trong Nam này lâu rồi á. Thì sau này em cũng có chuyện vào Nam ấy sinh sống này, nhưng khoảng cách nó xa nên là người mà Bắc về trong Nam nó tiếp tục lâu dài được. Là mình quen nhau khi nào, mình quen nhau bao lâu anh? Đã quen được ngày trước em đang sinh sống làm việc ở ngoài Trung Hóa. Mới tình đầu đúng không anh? Dạ đúng ạ. Quen nhau bao lâu anh? Đã được 3 năm. Quen nhau 3 năm. Rồi chia tay là chỉ có lý do là chia xa cho nên là không có yêu nhau nữa thôi. Dạ. Có lý do nào khác không anh? Dạ không ạ. Chung là mình ở xa có không có quan tâm không được ấy. Rồi mất thứ hai thì sao ạ? Nói chung là vào trong Nam này thì cũng quen người đi làm công nhân cùng, nhưng mà sau thời gian quen được mấy tháng cảm thấy hai người không hợp nhau nên là thôi bọn mình dừng lại. Không hợp là không hợp về những cái gì anh? Ví dụ như tính cách, quan điểm sống hay gì, ý là phải có một cái định điểm nào đó để mà mình quyết định mình không có tiếp tục với nhau được á, tại vì mình quen mấy tháng là cũng một cái thời gian lâu rồi anh. Nói chung là công việc của hai người ấy là không phù hợp về thời gian đó, thì cũng là không dành được nhiều thời gian cho nhau á. Lúc đó người làm ngày người làm đêm nên là nó trái ngược nhau, không vãi được. Còn lý do là nữa không anh? Dạ không. Rồi bây giờ là mình ví dụ như là mình đã sẵn sàng để mà tiến tới một cái mối quan hệ mới cũng như là dành thời gian cho có mối quan hệ đó chưa anh? Dạ rồi ạ. Rồi bây giờ ví dụ như mà hai người hẹn hò với nhau thì anh dành thời gian khoảng một tuần mấy lần gặp nhau được anh?
Chắc là thường thì em sẽ có thời gian vào tối thứ bảy hoặc là vào ngày chủ nhật hoặc ngày cuối tuần. Dạ rồi, thì bây giờ mình hẹn hò thì mình muốn tìm một cái mẫu người như thế nào anh? Tư tưởng với em về ngoại hình, tính cách, quê quán cũng như là tuổi tác của bạn nữ nha. Công việc luôn, càng chi tiết càng tốt mà anh mời anh. Nói chung là ngoại hình thì nói chung mình không quan trọng về vấn đề ngoại hình lắm. Còn tuổi tác thì tầm từ 25 tới 30. Biết tính cách thì biết quan tâm với chia sẻ mọi người một chút là được. Còn công việc của bạn nữ thì sao anh, ổn định là được hay sao ạ? Dạ vâng, đúng ạ. Rồi, ngoài ra thì mình có cái thêm cái tiêu chí nào không? Dạ chắc không ạ. Rồi, về phần mà văn nghệ đó, mình nên mình có ca hát hay là mình có chơi nhạc cụ hay gì được không anh? Dạ không ạ. Tính như em biết là mình sống hướng nội nên là cũng ít khi ra những cái chương trình văn giao lưu văn nghệ là ca hát các thứ nữa. Mình dành công việc nhiều nha. Khi mà tham gia chương trình đó thì mình cứ chuẩn bị thêm ha, để mình lên mình giao lưu cho với bạn nữ cho cái không khí nó bớt căng thẳng nha. Tại vì em thấy anh hơi ít nói thì lên cái tỷ lệ mà bạn nữ bấm nút con cũng hơi khó, thì mình lên là mình phải chia sẻ chủ động nhiều hơn thì bạn nữ mới có gọi là người ta có thiện cảm với mình nhiều á, người ta mới bấm nút cho mình được nha. Rồi, ngày hôm nay là cái buổi casting sơ lược trước của chương trình thôi. Thì nếu như mà anh phù hợp với chương trình cũng như là chương trình có cái người phù hợp với mình á, thì bên chương trình sẽ liên hệ với có biên tập, liên hệ với mình thêm để trao đổi riêng cụ thể hơn nha. Rồi, em cảm ơn. Mình nghe rõ. Mình nghe rõ. Em nghe. Mọi người nghe rõ. Chắc do mạng bị. Mày bạn giúp chị cái mạng. Rồi. Mời anh giới thiệu về họ tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Vâng, thì em giới thiệu em họ tên là Chu Văn Quyết ạ. Tên gì ạ? Em họ tên và họ và tên là Chu Văn Quyết ạ. Rồi, Chu Văn Quyết. Anh sinh năm bao nhiêu và là nghề nghiệp gì? Em sinh ngày 2 tháng 3 năm 1993. Vâng. Rồi, chào bạn. Rồi, bạn hiện tại là bạn đang làm nghề gì? Thì em hiện tại đang ở nhà bán đồ điện tử hiện nay. Bán đồ điện tử, điện lạnh. Rồi, hiện tại mình đang sinh sống ở đâu? Thì em đang sinh sống ở Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh, mình ghi hình ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình không biết là bạn có tham gia được không? Trong khoảng bao lâu nữa nhỉ? Ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
ấy là nếu mà kiếm được một người phù hợp á thì bên chương trình sẽ gọi điện cho bạn, thì không biết là bạn có thể sắp xếp được để ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh trong vòng một tuần á chẳng hạn như vậy. Vâng, thì nếu chương trình của em tầm trước một tuần thì em sắp xếp được. Rồi, à, bây giờ bạn giới thiệu sơ cho mình về cái điểm mạnh điểm yếu của mình nhé. Điểm mạnh của em năng động, chịu khó và nhiệt tình. Có ý nghĩa. Điểm của em còn hơi ngại trước đám đông. Rồi có hơi dạy chứ bạn gái không? Căn bản là chưa hiểu, chưa biết. Chưa có người yêu, là trước giờ chưa trải qua mối tình nào hết hả? Chưa. Chưa trải qua mối tình nào, rồi chưa nắm tay, chưa hôn luôn. Nắm tay thì có nhưng mà chưa tin chức. Chưa hôn chính thức là sao? Chưa có mối tình nào cả, ý nhận yêu còn mở nhắn nhắn tay rồi đơn phương có. Đơn phương thì có rồi. Vậy thì bây giờ đến với chương trình đó thì bạn mong muốn người yêu của mình như thế nào? Về ngoại hình đi, bạn cao mét bao nhiêu? Em cao 1m56. Rồi bạn gái cao của bạn cao mét bao nhiêu phù hợp nè? Thì nếu bạn mái cao mét tầm 1m55 trở lên được. Bạn cho mình hỏi xíu nha, bạn bán đồ điện tử điện lạnh là bạn làm công hay là cái đó là tiệm của bạn luôn? Dạ, thì em thì ở gần khu nghiệp thì cũng em làm thì bán công nhân nhỉ. Bán cho công nhân. Rồi thu nhập hiện Vâng. tại của mình bao nhiêu? Dạ. Thu nhập hiện tại của bạn là bao nhiêu? Thì thu nhập thì có của em thì tháng thì cũng 15 triệu. 15 triệu. Alo ạ. khoảng 15 triệu đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ bạn gái công việc bạn gái như thế nào phù hợp với bạn? Bạn có yêu cầu quá về công việc của bạn gái không? Thì em thì cũng muốn tìm bạn bạn nữ nào mà biết kinh doanh ấy cùng em, thì sau này về chỗ của em thì làm ăn kinh doanh nó dễ hơn. Còn ví dụ như bạn nữ làm công việc khác hay được không? Thì cũng được, nếu mà nữ nào mà biết làm kinh doanh thì càng tốt. Rồi, tuổi tác thì như thế nào phù hợp với bạn? Thì em thì mong muốn chương trình là tìm cho em bạn nào ở ngoài miền Bắc mà sinh năm 1997 càng tốt. À, quê là phải ở miền Bắc đúng không? Vâng, thì là em ngoài miền Bắc này thì em muốn chương tìm cho em ngoài miền Bắc, thì chương trình lại tìm cho em miền Nam, thì sao em mỗi lần này em lại vào đấy. Rồi. À, miền Bắc hoặc miền Nam cũng được đúng không? Thì
ngoài miền Bắc đó. Chương trình tìm ra ngoài miền Bắc thì các bạn thì thường thường ở miền Bắc rồi sau lên Hà Nội làm nhiều, thì em cũng ở gần Hà Nội thì cũng tiện. Rồi, ok rồi. À, về tuổi tuổi tác là bạn phải có cần phải quá yêu cầu là sinh năm 1997 không, hoặc là từ cần bằng cỡ tuổi mình trở xuống? Thì tuổi tác này tránh tuổi 1994 là được, tuổi 95 trở xuống được. Nhưng mà chương trình tìm ra được 1997 tốt. Rồi, ok. Rồi. Thì đây là một buổi casting và mới hẹn hò thôi. Nếu mà mình kiếm được một người mà bạn yêu cầu á, thì sẽ có một người khác làm việc với bạn sâu hơn ha. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.